Nha các bạn nhá, đây là mừng sinh nhật mẹ nhá, là 85 tuổi. Đây bánh sinh nhật rất là đẹp luôn. Đấy, đây là đang nha, đây đứng đây nào, nhìn đây là 1 2 rồi. Rồi, đấy. Đấy. Đây. Quan khách ra dự sinh nhật bà nhá. Đứng dậy nào. Đây xin mời các vị quan khách nhá. Đây nhá, đấy, đây nào. Nào. Đấy, đây đứng 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 đây, đây nhìn đây nào, nhìn đây nào. 1 2. Nào, 1 2. Rồi. Đây mấy cháu đứng vào đi, mấy cháu đứng về chụp với bà nào, đúng rồi. 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 Rồi, đẹp lắm. Đấy. Đấy, ôi giời đẹp lắm. Đây. Đâu cháu nào? Các cháu nào? Cháu Sơn vào đi. Cháu Sơn vào đi. Từ từ anh xoay lại cái con cho bà đã. Rồi. Cho hoa vào giữa. Đây. Đó, vậy ha. Đây. Từ từ. Đốt đốt đèn lên đã chứ. Từ từ. Để cắm mấy cái đèn nó đã, khoan khoan mấy người. À. Bây giờ biết rồi nha các bạn nha, đây là toàn hoa đồng tiền nữa bạn ạ. À. Đây là tối nay là bà tha hồ vào bóc ra bà tiêu. Rồi. Rồi, cháu Sơn vào đi, cháu Sơn vào đi. Nào. Thấp xuống, cháu ngồi thấp xuống. Thấp xuống, đây là kìa. Rồi, tươi lắm rồi. Rồi cháu Hiếu, các cháu vào đi, hai cháu được, hai cháu hai bên được. Hai hai chụp viên nhá. Rồi. Từ từ để đốt cái mấy cái nến đã. Rồi được cái chụp đi nào, 1 2. Ấy, rồi. Cháu Thảo một bên, cháu Hiếu một bên chẳng hạn thế. Đại loại là như thế. Đấy, cháu Sơn nữa vào đi, cháu Sơn cho chụp cho bốn cho nó. Nào, 1 2. Rồi, rất là đẹp, 1 2. Rồi, rất là đẹp. Rồi. À, con rể vào với mẹ vợ nào. Dạ. Nào. Tắt quạt, tắt quạt đi nào. Rồi. Đây các cháu ra đi, các cháu ra. Tí hát chúc mừng sinh nhật bà nhá. Vỗ tay. Nãy giờ mình thiệt thòi quá, mình chưa được kiểu nào. Đấy, chúng vào một kiểu, từ từ hai mẹ con chụp với nhau, xong rồi. Đi, đi với bà. Đây nhìn mặt tươi, mặt không nhăn. Rồi, chị Nhiên cứ nhìn đây nào, tươi tươi đây nào, 1, 2, rồi, 1, 2, rồi. Rồi, Bi vào. Rồi, Bi vào đây. Bi vào chụp với bà, rồi. Đây, Bi đứng cạnh mẹ đây. Đấy, đứng đấy, em vào nữa đi cho đủ 4 vào. Nào. Tươi lên nào, 1 2. Bi cười lên. Tươi lên tí nữa nào, tươi lên đi nữa. Ồ ồ ồ rồi. Rồi, không cần ngồi yên. Rồi. Rồi mời mời.